xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Cuối ngày du ca, chúng tôi bật nhạc lớn hết cỡ, tất cả cùng hân hoan khiêu vũ trên bãi biển, không câu nệ tuổi tác, cũng chẳng còn khoảng cách giữa nghệ sĩ với khán giả. Giờ thì các bạn trong đoàn chắc không còn thắc mắc vì sao dọc miền Trung có biết bao nhiêu bãi biển đẹp đẽ, lộng lẫy, tôi không chọn để du ca mà lại về Ngư Thủy. Tất cả đều vì một chữ duyên. Ngay từ lần đầu đặt chân đến mảnh đất này, trên đường rong ruổi khảo sát, tôi đã cảm nhận được cái tình ấm áp của người dân nơi đây, những hỏi han chân tình và những nụ cười dễ mến. Tôi tin những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết. Tình yêu với những người lính đã thúc giục tôi lên đường tìm về mảnh đất nắng gió này để được dâng tặng tiếng hát của mình cho những người đã đi qua chiến tranh, hát cho tháng 7. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng. Nếu ai đã từng tới Quảng Bình, tắm làn nước mát trong, ăn con cá, con tôm mặn mòi vị biển, ngắm nhìn những con thuyền dập dềnh trên sóng nước, thì sẽ hiểu tại sao vùng đất này quyến luyến bước chân ta đến vậy. Tôi yêu miền quê nghèo, có người dân quê hồn hậu, có căn bếp nhỏ cục tác tiếng gà trưa, có những người phụ nữ tảo tần chắt chiu từng mớ rau bơ gạo, một đời lam lũ mà thanh cao. Có những người đã hy sinh cả tuổi xuân thì vì những hạnh phúc chẳng phải cho mình. Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cầu dây nắng trong, lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu Đông Y A. Chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ông, có bao người thầm mong theo. Mẹ dù con gái yêu lấy chồng đi, chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ý à. Chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ngày. Chị lại lo các em, chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương nghĩ à. Chị tôi chưa lấy chồng. Chị Linh hát hay với chú Trọng Nguyên, chị Linh phải nghề nghiệp với phải Trọng Nguyên. Ngoài biển mà cả hàng cũng vũ lên, ngay chú Linh hát cũng vũ lên. Chuyến du ca lần này, ngoài những khán giả thân thương là các o đại đội nữ pháo binh năm xưa và bà con Lệ Thủy, thì đoàn du ca còn được đón tiếp một vị khách mời đặc biệt đến từ biển khơi. Một chú rùa biển chắc hẳn nhỉ.
chia sẻ những món quà thơm thảo đậm phong vị Hà Thành. Nào kẹo cho em, nào mứt, nào chè lam cho bà, cho chị. Sẽ nhớ mãi một Ngư Thủy không chỉ anh hùng mà còn chan chứa tình người. Zuka đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần: đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương; đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên; đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời; đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn, bất ngờ sẽ được phát sóng vào tất cả các tối thứ Bảy, từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020. Zuka đi và hát, đi để yêu hơn.